tỉnh táo chút đi. Diễn viên làm thật cũng là diễn viên đó mà. Bây giờ không phải là đang quay phim mà. Tuy là các anh đang diễn người đi đường, nhưng mà cũng có tính mạng, cũng có linh hồn mà. Nhất là lần này chúng ta có cơ hội diễn chung với ảnh hậu Đỗ Huệ Nghi. Cơ hội này đều phải dễ dàng có. Các người phải biết quý báo cơ hội này chứ. Tỉnh táo lên một chút có được không? Action. Cut. Anh là ai vậy? Tôi là diễn viên. Nhị ha. Dạ. Người này là ai vậy? Robot. Tức là... Nè, vợ tỉnh là ai? Hết rồi. Nếu một người bị kích thích quá độ, tinh thần sẽ bị loạn xà ngầu, đâu còn biết cái gì nữa, đâu còn phản ứng gì. Còn người nào khác không? Ê, gì hả? Tôi làm sao gì? Không biết mày làm cái gì. Bộ hồi nãy tôi đóng kịch, có vấn đề sao? Tao đã nói không biết mày làm cái gì rồi mà. Gì ha? Cái đám rời rạc của gì không có người nào được hết vậy? Tiêu chuẩn của đám người này coi như tốt rồi. Sunny, còn chưa được à? Cả đám đang chờ đi nè. Dạ được, 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 đạo diễn tới liền, tới liền. Mày đi xe đồ lẹ lên đi. À, cảm ơn. Đứng chỗ này, dạ biết. Anh Sang. Anh Sang ok. Đạo cụ ok. Diễn viên chuẩn bị. Xin lỗi nha đạo diễn, căn cứ theo tình cảnh và bối cảnh của vai này, nhịp nhàng trong lúc diễn xuất, tôi nghĩ là phải thêm chút nghịch ngợm. Trong nghịch ngợm có thêm chút mâu thuẫn có được không vậy? Được. Mở máy. Mở máy. Màn 3, shot 4. Bắt đầu. Phía sau làm gì vậy? Nó đã chết rồi kìa mà. Uầy, mày làm gì đi? Gì ha? Chuyện gì đó Sunny? Mấy tà lò có gì làm gì vậy? Tại sao mày chết hoài cũng chết không được vậy hả? Nói về tánh của vai này, tôi định là thiết kế ra cái tánh nghịch ngợm chút, chưa nên đối thoại trong lòng của tôi. Tôi đâu có muốn chết. Ai da, mày không muốn chết cũng phải chết kìa mà. Thì tôi cũng đang chết đó. Cho tôi thêm chút xíu thời gian nữa đi, tôi sẽ lập tức chết liền. Uầy, anh có biết trong một giây có mấy bộ phim hay không? Là 24 bộ đó chị Uyên. Vậy anh có biết ống kính vừa rồi bao nhiêu giây không? Cũng cỡ một phút. Vậy anh có biết vì anh chưa muốn chết mà tốn đi bao nhiêu giây, tốn đi bao nhiêu phim, tốn bao nhiêu tiền và tốn bao nhiêu tâm huyết và thời gian của chúng tôi hay không? Hả? Có phải là mày muốn chết không? Các người làm ơn, tà lọt cũng phải kiếm người chuyên nghiệp một chút đi. Đổi người quay lại. Thông minh một chút đi. Mày về nhà từ từ coi chừng nào chết đi. Được rồi Sunny. Gì hả? Tôi lại sai gì đây? Mày đừng hỏi tao nữa, tao không biết mày đang làm cái gì, mày cút đi. Đi đi mà. Dì nhắc con mới nhớ đó. Con phải về hồi phút lại để mở cửa. Lát nữa quay lại liền. Mày không cần phải trở về đây nữa. Mày làm ơn đi. Mày đừng cho tao gánh tội nữa mà. Mày coi xe biết đường đi xe. Đồ diễn, sao mày tìm xe? Trung sáng xe. Chuẩn bị Action bà. Tâm đa đồ diễn. Cảm xin này mà. Hồn xăm mà. Hả hả hả. Đợi đợi đợi. 这位哥哥仔在哪里学戏的？我没学过戏的。哇，咁真系天才喎！你俾啲心机得嘅吓，俾啲心机啊！你做天都做咩？走啊！làm gì đó？Chào lục gì đi cơ? Tôi muốn lấy hộp cơm. Chưa tới giờ ăn cơm. Tại vì tôi phải đi trước cho nên tôi mới. Vậy thì về trước đi. Mày có biết tại sao chưa được ăn cơm không đây? Chính vì cái tình chó chết mày đó. Chết luôn chết tới cũng chết không được. Báo hại cả thế giới không được ăn cơm. Trả tao cũng chưa được ăn cơm nè. Mày muốn ăn cơm lắm phải không đây? Hả? Ăn chung gì đó đi. Mày là cục cứt. Mày ăn còn trẻ hơn còn kiến nữa. Đúng là cái đồ khốn nạn.
Tao thì lái Mercedes, còn mày móc cất mũi ăn. Ăn cơm hả? Ăn cất đi mày. Có biết bao nhiêu người đang chờ cậu, sao tới trễ quá vậy? Ăn cơm chưa? Cơm miệng, mau lấy giật bên ra đây. Được, có liền. Bên nè. Đi. Ê, bên bông đâu, mau lấy đem ra đi, nhanh lên. Mau đó nha. Tới liền. Mau đi. Hả? Đây là hội phúc lợi xã hội, cậu không thể tới trễ được đâu. Cậu có biết bao nhiêu người chờ cậu không? Alo, gì hả? Không, chúng con ngày mai thông cáo mấy giờ thôi. Không có phòng của mày. Gì ngày mốt? Ngày mốt cũng không có, bữa kia cũng không có. Nè, qua đây, qua đây. Nè, lấy giờ bóng bàn này, chơi đi, chơi đây. Nè, bên này. Alo gì hả? Ở đâu vậy? Mắc mới gì tới mày? Mày là muốn gì nữa đây? Không, tôi muốn xét lại lần nữa thôi. Nè, có đối thoại hay không vậy? Không có. Gì còn thứ mấy? Tôi không rõ. Đâu đó không có mà. Bộ hoàn toàn không thấy hả? Thì bây giờ đâu có thấy được mày, đừng có phiền tao nữa. Gì hả? Đang ở đâu vậy? Chết đi. Là do một nhà văn học nổi tiếng của Trung Quốc sửa lại. Các vị cũng biết mà. Ngày mai này tôi sẽ là gia chánh. Có phải các người muốn coi lắm không? Tôi đã hẹn với các vị rồi đó. Dạ dạ, ngày mai ăn cơm rồi có làm gì không? Đi cầu. Đi cầu rồi tới coi chú diễn gia chánh. Có phải vui hay không? Hả? Cần thiết nhất là kêu ba má của em tới coi luôn nha. Nếu như họ không tới, em cứ nhõng nhẽo, phùng nước miếng tùm lum, kéo họ tới đây cho bằng được. Như vậy thì em mới ngoan, thì chú mới cưng. Thật là bụ bẩm quá hả? Ê, dạ dạ, nếu ngày mai chú không thấy cháu tới thì hậu quả của cháu cũng giống như là con búp bê này vậy. Có biết không? Chú Bảy à, tuồng kịch Lo Vũ ngày mai hay ghê lắm đó. Chú tuồng kịch bản gì vậy? Cậu yên tâm đi, tôi thuộc rồi, tôi còn viết bản nhạc nữa. Khi lão gia gặp A Hoàng á thì hát You are beautiful, you are beautiful. Chú Bảy à, nhạc chủ đề cho tôi hát mà. Còn cái giai lão gia này là người Trung Quốc đó. Khi A Hoàng gặp lão gia thì hát là You are so handsome, you are so handsome, you are so handsome. Chú Bảy à, you are so handsome. Chú Bảy à, đừng tính toán nữa. You are beautiful. Chú Bảy à, nghe tôi nói đi. You are so handsome. Người đâu? You are beautiful. Chào Hồng Gia, kịch Lôi Vũ của chúng tôi sắp diễn xuất rồi. Hay là mình dẫn thêm lần nữa đi, có được không? Lôi Vũ cũng cần phải dẫn hay sao chứ? Lôi Vũ là nói nghĩa khí đúng không ạ? Đã ra ngoài kiếm ăn á thì phải nói hai thứ này. Thứ nhất á là nghĩa khí, còn thứ hai là tiền. Nè, bây giờ tao nói nghĩa khí trước.
nghĩa khí cũng tốt. Nhưng mà đừng có sơ sót đoạn tình cảm đó nha. Tại vì trong vai của anh, cuối cùng cũng vì tình yêu bị trời đánh chết đó. Nói gì đánh á, tôi nói cho anh biết nha. Khi mà chúng ta bước ra giang hồ á, thì có phân làm hai loại. Thứ nhất á, là nói chém. Còn thứ hai á, là nói thọt. Thọt đó biết không? Nè, cái thẹo này á, lại bị con dao cắt thịt bò á, chém qua rồi đó. Thấy rõ chưa? Nè, còn thọt á, là thọt như vậy đây. Cái thằng nhỏ này á, là lính mới, tiền xin lỗi nha, không có biểu hiện. Nè, thọt á, là phải thọt như vậy. Mày phải đau đớn một chút giống như là đóng kịch đó, có được không đây? Ai à, ai à. Mày làm ơn cái dẹp qua bên đi mày. Anh Thụ à, làm ơn dạy tao nói giùm đi. Nếu như nói về đâu, căn cứ theo cách nói lý luận của đại sư kịch, sử thắng đi tương lai, phu tư cơ của Nga Sô, đáng lẽ là từ ngoài đến nội, rồi trở lại ngoại. Bây giờ làm lại lần nữa cho tôi coi đi, coi coi có hay hơn chút nào hay không vậy? Ai da. Đó, có phải hay hơn không? Một đoạn biểu diễn có phải lạc thể hơn không? Được rồi, làm lại lần nữa đi. Đúng vậy, làm thêm lần nữa. Hay, để tôi giúp cho nha. Hả? Hay. Ây da, được đó nha, nước mắt cũng chảy luôn rồi. Nè 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 nè, coi kỹ cái tướng của anh đi. Anh phải nhớ kỹ cảm giác này của anh đó, biết chưa? Mày nhìn cho kỹ đi, nghe chưa hả? Đây, đây, đây. Vậy tuần kịch lôi vũ ngày mai. Lôi vũ không cần giật đâu, chúng tôi là dân giang hồ mà, đã hứa với anh rồi á, nhất định làm được. Ngày mai tôi kéo thêm 100-200 người nữa, tới coi anh đông, hả? Quyết định vậy nha. Chắc ăn như bắp rang. Quê nhanh chút đi. Nhanh chút đi mày. Quê bà hai, bà đạp trúng người ta kìa. Ừ, tôi đâu có đạp trúng cậu. Bà đạp trúng mà không biết thôi, cả thân người của nó dẹp hết rồi kìa. Mồ hôi của cậu ra đầy đầu hết rồi. Đưa về đam đi, tôi đem nó vô bệnh viện giùm cho bà. Tôi không có tiền. Còi tướng của nó kìa, sắp chết rồi đó. Tôi chỉ có 100 đồng thôi. Đưa đây 100 cũng được nữa. Làm gì đi mày. Bà à, tiền bà đó kìa. Mày quá. Ông à, ngày mai có rảnh không vậy? Chuyện gì? Ở đầu sớm diễn kịch Lôi Vũ đó. Lôi Vũ, tốt đó. Tên gì đây? Phi Phiêu, còn anh? Là tên thiệt hả? Nghe cũng hay quá chứ. Có tên thì cứ kêu đi, hỏi nhiều làm gì. Có phải là học sinh thiệt không? Đương nhiên là thiệt. Vẫn còn trên đó có ngon lành hay chưa? Có lợi cho ông đó chú hai. Đánh tù tì đi. Không biết. Đánh tù tì mà không biết không có đi học hay không vậy? Ê, Penny qua đây. Wow, cái bụng con tệ quá vậy. Coi chừng nắp quan tài đậy ông cũng không vừa đó. Quên tù tì ra cái gì ra cái này. Ê, ra ngoài ăn chơi vui vẻ lên đi, bộ bây giờ ông già chết hay sao? Quán tù tì ra cái gì, sao cái bố là đọc tao của mày nè. Mẹ tôi là cái giáp rồi. Được, tao uống. Wow. Con à, tối nay là đêm đầu học sinh yêu đương. Con làm ơn nín cái miệng lại cho giống con gái học sinh đi. Nếu con còn bị người ta khiếu nại như vậy nữa. Học sinh cái quái gì, dở ra ba cái trò này. Nếu tôi làm lại được gái học sinh thì cần gì phải đứng đây. Mày còn trả lời. Má, thằng cha khách số 7 cái tướng ta ghét quá đi. Con không có ngồi đâu nha. Bây giờ có phải tụi mày lừa khách để ngồi hay không hả? À, đúng rồi, đúng rồi. Ồ, mày cũng vậy đó nha. Mày có tinh thần chuyên nghiệp hay không vậy? Chuyển dời tầm mắt đi. Cái gì chuyển dời tầm mắt chứ? Người khác xấu thì mày đừng có nhìn toàn diện của hắn. Nếu mà lỗ tai cũng đẹp thì nhìn có lỗ tai thôi. Còn nếu cái môi xấu mà hàm răng đẹp thì dùm cái hàm răng của thằng chả đi. Gái mới ra nghề thì không biết cái gì hết. Ê, để tôi ra tay. Qua đây coi tao biểu diễn nè. Không làm một chút nha ông chủ.
Thiệt là đẹp quá. Phải ngồi thế nào hả ông chủ? Ê, tôi kêu là Phơ. À, tên Pháp của tôi đó. Bởi vì người ta nói tôi giống người Pháp, cho nên cố tình đặt tên Pháp đó mà. Nếu cô cảm thấy khó kêu thì có thể kêu tôi là Phờ hay là Phờ gì cũng được đó. Cô làm gì vậy? Con quỷ cái mình thường nói nghe hay lắm, bây giờ bị trúng chiêu rồi đó. Má không thể trách tôi được, thằng cha đó là cực phẩm đó. Má có thấy độc hoài của con gián chưa? Có vấn đề gì chứ? Mày con lưu lưng kìa, nói chuyện với con gián vui ghê không? Chờ một lát, để lên mặt cô đi nghe. Tôi chịu thua. Vậy được rồi, sau này mày về đây ngồi không có thì được rồi. Ủ cho nổi móc, ủ cho có giòi đi. Đứa nào đứa nấy cũng như vậy mà. Xin đi, qua giải nói giùm tôi. Cô đâu có phải còn là người mới nữa. Cô cũng biết đối với khách là phải đóng kịch mà. Vấn đề của cô là không biết đóng kịch thôi. Còn cách nào hơn? Tôi nghe có một thằng cha dạy người ta đóng kịch miễn phí đó nha. Để tôi dẫn cô đi. Dạy đóng kịch? Toàn thế giới vào chỗ. Ê, lại làm mày nữa. Chào Sunny. Gì ha? Gì ha? Trung đang kiếm mở. Tao đâu có thông báo cho mày. Mày tới đây làm gì? Chuyện là vậy. Lần trước Mỹ thì về coi coi chết làm sao. Tôi đã nghĩ qua rồi. Giờ đi nghĩ ra một giải pháp mới. Hay lắm à nha. Bây giờ tôi có thể diễn thử cho ông coi. Con có dĩ hay không? Nếu là 2 năm trước thì tao sẽ đâm cho mày một dao chết cha mày rồi. Nếu nói về dao khác hẳn với súng đó. Nếu như bị đâm dao thì thường hay bị đâm trúng ngay ở hông. Chỗ này vết thương sẽ lớn hơn, vậy gương mặt cũng nhăn nhó hơn, thì là khó chịu lắm. Và đau đớn hơn nữa là khi phát hiện bạn bè bạn đứng mình phải chửi thằng khốn nạn mày. Chết đi mày. Sunny à, tôi chỉ muốn được diễn xuất thôi mà. Cho tôi thêm cơ hội đi. Mày thích đứng ở đó hả? Không được, tao không trả tiền đâu. Không cần tiền, bà lấy hộp cơm được rồi. Cơm mà không tiền hả? Cút đi Sunny. Dạ anh sao hả? Võ thuật chỉ đạo. Anh dùng người giả làm xác chết không được đâu, khó coi lắm. Mau đi kiếm người khác đi, mau lên, cần gấp đó. Dạ biết. Cảm ơn anh chiếu cố tôi. Nằm yên ở đây nha. Không thành vấn đề, không cần quýnh phấn không vậy? Để tao quá trang chưa? Đạo diễn, diễn xong rồi, xong rồi. Bắt đầu. Đạo diễn, anh cắt được chưa? Mày chưa cắt hả? Cut! Được rồi, đập cái gián thôi. Có cần như vậy hay không? Qua bánh coi nó có sao hay không? Không sao đi chị Quyên, cảm ơn quan tâm. Sao không nhúc nhích gì hết vậy? Tôi đâu dám nhúc nhích. Đạo diễn chưa có nói cách mà. Lúc đó tôi vẫn còn lại xác chết, đương nhiên không thể nhúc nhích được. Có nghe không? Có nghe không hả? Dạ chị Quyên. Đạo diễn chưa kêu cắt thì cứ tiếp tục diễn đi. Đó là hàng ngày tôi thường nói với các vị. Anh tên gì? Tên gì vậy? Tôi tên là Doãn Thiên Sầu. Rót ly cà phê cho ảnh. Ghi số điện thoại cho tôi. Dạ. Nè, sau này tới làm việc với tôi. Cảm ơn chị Nguyên. Mà này ok chưa? Ok. Nè, chuẩn bị thuốc nổ. Sunny, anh làm ơn nha. Diễn viên lâm thời cũng quan trọng lắm. Cũng như ông cha lần trước chết hoài mà không chịu chết. Đừng có kêu ổng nữa. Dạ hiểu chị Quyên. Chị Quyên, ông cha đó cũng là do tôi diễn. Thật ra lần trước là như vậy. Hên quá. Để tôi lau giùm chị nha. Khăn đâu. Chị Quyên à, cẩn thận nha. Cẩn thận. Chị Quyên, không sao chứ? Đừng đụng. Đúng.
Có phải đây có người dạy đóng kịch không? Bản thân của tôi về công tác nghệ thuật cũng đã nhiều năm lắm rồi. Cho dù là điện ảnh hay là TV, kinh nghiệm của tôi phong phú lắm. Và tôi đã từng làm tổng giám sáng tác ở sân khấu Lê Diền. Vì vậy cho nên tôi ca múa đều được hết, không có gì làm khó được tôi. Vậy có phải là do ông dạy không? Dạy thì không dám, nhưng mà bà con ở đây ai nấy cũng đều thích đóng kịch. Họ thường tới đây kiếm tôi, nhờ tôi nghiên cứu giùm họ. Tôi cũng nhờ bà con ở đây giới thiệu tới. Được mà, bên kia kìa. Anh hả? Hả? Anh là cái người ở trong cụm phim gì đây? Phim gì hả? Phim gì cũng được. Anh chính là cái tên cù lần đứng ở đằng sau đạp cho chú té xuống đất đó hả? Cô cũng để ý tới sự diễn xuất của tôi. Wow, cái thằng cha cù lần này tao còn nghĩ không biết thằng cù lần nào đạp cho chú xong còn té xuống đất nữa. Anh thiệt là khờ quá đi, chết mất đi. Cảm ơn, cảm ơn. Sao ngu quá vậy? Quá khen, quá khen. Cái thằng rờ mọt chết bầm này. Thật ra thì tôi là một diễn viên. Bên này là rờ mọt thôi à? Không biết tôi có thể giúp các cô cái gì? Thú thật chúng tôi làm vũ nữ đó mà. Điều này tôi nhìn được. Hiện giờ sân của tôi đang làm đêm tình đầu của nữ học sinh. Cái đám gái này không có làm được một chút cảm giác của tình đầu chút nào hết. Tụi bây làm sao mà kiếm ăn đi? Tình đầu hả? Lúc mình còn là em bé thì mình đã có rồi. Thí dụ như là lúc mình pipi gặp được cái nắm vú thì mình bú liền. Như vậy cũng là sự đáp ứng và chứng tỏ duyên. Người mới học nếu như muốn có nước mắt có lẽ phải dùng đạo cụ để mà giúp đỡ. Cách đơn giản nhất là phải ăn wasabi. Phải ăn wasabi cái con khí cô gì đây? Mình phải nghe cái tên sự mọt chết bầm này dạy mình hay sao? Cô à, cô muốn kêu rờ mọt cũng được, nhưng mà cô làm ơn đừng có thêm hai chữ chết bầm vô cô được không vậy? Thật ra các cô là một vũ nữ, nếu các cô làm được cái việc tôn trọng người ta thì người ta... Anh nói anh vũ nữ. Xin lỗi. Thôi đi, sự thật là vậy mà. Tao còn thích nó kêu như vậy. Ê, tánh cổ là vậy đó, mà kệ cô đi. Ê, không có gì, không sao đâu. Ê, không sao, đã kêu cô đừng có phá rồi mà. Ê da, không có gì đâu, không có gì đâu. Nói hoài cô cũng làm như vậy hả? Ê, đừng có sợ, không có sao đâu, không sao đâu mà. Nè, yên tâm đi, không sao. Ê, nè, đã nói là không sao rồi mà, nói hoài cô cũng coi như vậy hả? Ê, đừng có sợ, không có sao, không có sao mà. Ê, không có sao đâu. Ê, cô làm gì đây, hả? Cô định làm gì đây? Ê, nè. Ê, nói hoài con cũng như vậy hả? Vũ nữ nè. Ê, không sao, không sao, không sao. Ê, đừng có sợ, đừng có sợ. Bình tĩnh đi. Tôi đâu có biết thằng đó là thiếu làm gì vậy chứ. Tôi nghĩ là không cần tiền. Tới coi cho biết thôi. Nếu không phải có chị cản thì cái chân của tôi. Cái miệng cô cũng thối ra mà khách đừng nói bậy bạ như vậy mà. Nhớ chưa hả? Ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài đi, ra ngoài hết đi. Đi, 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 ra ngoài hết đi, mở đi. À, xin lỗi nha, xin lỗi. À, xin lỗi. À, cứ đi, qua đây, qua đây. Chuyện gì hả má mi? Cậu lòng tới rồi, cậu uống tới say mềm. Bây giờ đang chơi kiểu thất tình, đòi kiếm người tình đầu đó. Cả sân đều là nữ học sinh hợp ý cậu rồi chứ gì? Má coi đi, gái của toàn cả sân không có đứa nào cô thích hết. Thì này đúng là đồ điên. Cô coi kìa, trên bàn tiền tích tật tất đó. Ổng không chịu ai, làm sao đây? Mày vô chưa? Chưa. Mày vô trống chưa? Ở đây chờ lát, mau kiếm cho tôi một số đi. Tôi có thiếu gì tiền chứ? Nếu như có bản lĩnh thì tới đây lấy đi. Tôi muốn kiếm người tình đầu tiên thôi. Người tình đầu tiên, người tình đầu tiên. Ê, cô cũng tới nữa. Thử một chán, coi đợi lúc phẩm vị của mấy ông nhà giàu khó nói lắm. Cút ra. Nè, mau lên, mau lên. Cậu Long, người đẹp tới nè. Cậu Long, người đẹp tới nè. Mau chào ông chủ đi. Ông chủ. Cút ra. Đừng giận mà cậu lâu. Cút ra. Không có ai coi được hết. Tất cả không có ai thật lòng. Tất cả chỉ là ham tiền thôi. Tôi chỉ muốn mối tình đầu tiên. Mối tình đầu tiên. Tình đầu tiên. Tình đầu tiên. Tình đầu tiên. Tất cả chỉ ham tiền thôi. Hả? Em thật lòng yêu anh thật đó. Em yêu anh thật lòng. Mary, em muốn gì anh cũng hứa với em. Tiền của anh trên bàn cũng có thể cho em hết. Chỉ cần em đừng rời xa anh thôi. Mary, Mary.
Làm gì vậy? Không sao chứ. Ê, tôi cũng hơi nặng tay chút ha. Xin lỗi nha. Nếu không phải hôm qua các bạn này cản chân tôi chưa chắc gì đã chịu thua cô đâu. Tôi không có định đánh lộn với anh. Tôi thiệt định theo anh học nghề đó. Đi về đi mẹ. Đối với những người bạn tốt, tâm đầu ý hợp và nhiệt tình, có thể nghiên cứu lại với nhau mà. Chờ chút ha. Yeah. 1, 2, 3, xoay. 1, 2, 2.5, 3. Tiếp tục xoay đi. Chúng ta thi nha. Để coi ai lâu hơn. Nha, tiếp tục. Vui quá. Có cần quá trang lâu vậy hay không? Đúng là cái đồ. Ê, đừng có chửi nữa. Cầm à, đồ mắc đó. Ờ, cảm ơn. Lấy tiền của cô thì phải làm gì cho đàng hoàng mà. Giặt bánh bạch đầu. Ở dưới bàn, chỗ này đông người lắm, vô bệnh nha. Tại hạ là Doãn Thiên Sầu, chịu thỉnh giáo cô. Liễu Phiêu Phiêu. Cần nghiên cứu gì đây? Thì dụ ngọt cái đám đàn ông thôi. Cái gọi là cảm giác tình đầu của nữ học sinh, thật ra thì phải làm từ bước đầu tiên mới được. Bây giờ coi tôi như là khách cho đỉ đi. Tiếp tôi đi hả? Ông chủ, đánh tôi từ già dán đi. Đừng kêu làm chủ. Bây giờ thân phận cô là học sinh mà. Phải kêu là good morning sir hay là chào ông. Chào ông. Cô phải hơi cúi đầu xuống và mắc cỡ một chút. Và khi mà đối phương nâng mặt cô lên, lúc đó thì cô mới nói. Chào ông. Ánh mắt không có cảm tình gì hết trơn vậy. Làm lại. Từ từ nâng lên, nháy nháy con mắt. Thưa ông, xin chào. Làm gì chớp đèn pha nhanh quá vậy. Làm lại. Chậm một chút. Chào ông. Giống như chết không được nhắm mắt đó. Coi chừng hù chết người ta. Làm lại. Tự nhiên một chút. Nhu hòa một chút. Dạ chào ông. Được. Bây giờ nói về phương diện hình thể, chẳng hạn như là dùng cánh tay để ôm tôi. Lấy đi, lấy cánh tay ôm tôi đi. Mau lên, ôm tôi đi. Làm gì vậy? Làm cái gì? Không cần lúc nào cũng banh cái đùi ra để kẹp người ta lại vậy đâu. Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp. Sửa lại đi. Thật ra thì một nữ học sinh đâu có cần phải chủ động người ta trước. Cô có thể làm ra vẻ khép nép kín đáo một chút và để cho đối phương chủ động ôm cô. Khép nép kín đáo cái con kỹ cô gì? Thí dụ như là như vậy nè. Giống như con ngỗng có phải không? Làm đi. Đúng rồi. Đối phương thấy cái tướng con ngỗng của cô, đương nhiên là nhịn không nổi và ôm cô liền. Và bây giờ cô mới nhẹ nhẹ gác cái đầu lên vai của người ta. Từ từ. Hả? Sao kẹp quá vậy? Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp. Sửa lại đi. Bề ngoài chỉ có vậy thôi. Nhưng mà đi vô sâu hơn nữa thì phải hỏi lại tâm thái của cô lúc mới yêu làm sao. Tôi không có mối tình đầu. Ai cũng có mối tình đầu mà. Đã nói là không có mà. Thì cũng phải có hồi ức khó quên chứ. Không có. Hoặc là nghe những câu chuyện mà khó quên được, chẳng hạn. Không có. Anh hy vọng là vĩnh viễn sống chung với em. Hứa với anh đi, cho anh nuôi em suốt đời. Cô nhất định đã gặp qua những chuyện mà cô không thể nào quên. Không có. Sao anh nói lỡ? Anh sẽ nuôi em. Không làm vũ nữ làm sao anh có tiền được? Anh làm sao mà nuôi em được suốt đời? Hả? Hay là gì? Cô giả bộ tưởng tượng như là tôi là bạn trai của cô đi, là mối tình đầu của cô. Nè, tuần kịch lôi vũ lần trước á, tôi bận ăn cơm với nhà nước á, không có rảnh tới tập. Thì xin lỗi nha. Nè, coi phản ứng của tôi nè, có nhiệt liệt không đây? Nhiệt liệt?
Việc liền là tốt rồi, lần sau nhất định tới tiếp. Hả? Nè, tụi nó đang quay cái đám con nít đó hát cái gì mà anh không có phần gì đó. Nè, tôi có chuyện gấp gì lắm. Hay là anh dẫn đám lính mới của tôi đi thu tiền bảo vệ đi, làm thiết kế hình tượng giùm cho tôi. Cái cần nhất đó là cái gì ạ? Cái gì nè, cái gì cần nhất nè? Giọng nói. Ê, đúng vậy, là ba cái thứ này đó. Ê, anh không từ chối tôi chứ hả? Xin hãy chỉ vậy. Bên kia. Nếu như nói theo một người trong xã hội đen thì trước hết là một người phải có thiết kế. Anh đây sợ dây chuyền vàng này đúng rồi đó. Còn cái tướng của anh thì phải cố gắng hung dữ hơn một chút, mặt phải dữ tợn hơn. Làm thử đi. Thêm chút nữa. Trồng chút lửa giận đi. Tôi kêu làm mặt giận. Dục cái game đi. Được rồi, đối thoại anh biết chứ? Đại khách cũng biết. Vậy được, tôi đang nhắc ngầm cho anh. Vào bánh đi. Đường à, ở bên này, vui vẻ lên nha. Đóng phim hả? Chuyện gì? Tôi quên rồi. Anh có biết bây giờ kinh tế Hồng Kông tệ lắm hay không? Phòng bà chứng khoán mà, tối ngày cũng tại cái tên Roy gì đó. Cũng còn nguyên nhân khác. Bây giờ kinh tế của Đông Nam Á cũng suy sụp, tiền Indo cũng bị sụp giá, Singapore cũng bị giảm lương, Hồng Kông bị thê thảm. Lúc này thất nghiệp rất nhiều, bị lủng giống như cái rổ vậy. Coi bộ sắp xảy ra trận suy giảm kinh tế toàn thế giới, giống y như là bài xương vậy. Ê, hình như là anh cũng có kinh nghiệm về kinh tế ha. Trước kia tôi học Đại học Kinh tế Hồng Kông. Vậy à, tôi năm nay mới tốt nghiệp. Vậy hả, tôi tốt nghiệp năm 96, đây là danh thiếp của tôi. Ê, thì ra là sư huynh, chào anh. Sao lại đi quay karaoke vậy? Hết cách thôi. À, bây giờ anh đang làm gì? Bây giờ đâu có việc gì làm, đỡ xã hội đen thôi. Thấy anh đang quay phim cho nên tới thu tiền bảo hộ. Anh Cơ, có người tới thu tiền bảo hộ kìa. Ai thu tiền bảo vệ vậy? Bây giờ kinh tế Hồng Kông, có phải là mày không? Ở ngoài nhà. Nhóc con, mày là băng nào vậy? Tao mà mày cũng dám giỡn mặt. Anh tới nè, tới nè. Kéo nó nước lên. Chết đi mày, chết đi, chết đi, khốn nạn, chết đi, chết đi, khốn nạn. Con chim của tao mà mày cũng dám búng, mày không biết tao là ai sao? Đừng qua đây, đừng qua đây. Đau á. Đừng có nói chuyện với tao, giả bộ điện thoại, giả bộ điện thoại kêu anh em đi. Kêu anh em của mày đi, mau lên, mau lên. Tôi muốn về nhà. Mày chưa nghe chữ khách thì phải tiếp tục diễn, phải có tinh thần chuyên nghiệp mới được, mau lên. Tôi muốn về nhà. Nghỉ việc. Ê, anh nói gì về rồi, sợ cái gì chứ, mau lên. Mau lên lấy cái dao qua bển, lụi nó con dao, lấy hoài lại đi, mau lên. Làm gì vậy? Tên du côn nó còn chưa đi. Nhập vô vai của mày đi, mày cũng là du côn mà, sợ gì chứ, mau lên. Tôi muốn ăn kem. Đồ khốn nạn, thêm chút lửa. Chết đi mày. Coi như tao sợ mày luôn. Sao hả? Mày làm hay lắm mà. Qua wow. Sao tới nông nỗi này vậy? Mà là vừa rồi nó kiên trì diễn xuất cho nên nó mới được tiền thưởng đó, 20 đồng. Vậy mày còn khóc gì chứ? Trước Miễu Thiên Hậu mày cũng thu được 20 đồng tiền bảo vệ. Coi như là bước đầu tuyên dương danh của mày. Cái tướng mày hoài dữ lắm đó. Giữ lại cái tướng này nha, lần sau tao dùng cái tướng này thu tiền bảo vệ. Anh Thu, anh giỏi thiệt, giỏi thiệt. Khách sáo.
20 đồng này á, đi ăn mừng đi, đi ăn lòng bò. Mày cười gì chứ? Biểu mày giữ lại cái tướng đó mà. Không được khóc, không được khóc. Khóc cái gì? Không được cười. Khóc đi. Khóc. Không, không, không có gì. Cười lên, cười lên. Thằng học sinh đó hả? Nó móc con dao ra vậy nè, rồi nó la lối ôm sùm, bay qua bển, la lối đến nỗi chịu không được. Nó diễn hoàn toàn có thần thái đó, thiệt là hay ghê lắm, giống như là xã hội đen vậy. Cũng nhờ nó kiên trì cho nên nó mới diễn được xuất sắc vậy đó, và lấy được 20 đồng tiền bảo vệ. Mày nói cái gì đây? Là kiên trì đó. Vì hà tôi được mà, làm ơn giúp tôi đi. Bây giờ tôi đã có thể nghiệm về cầm dao rồi, quay phim kiếm hiệp cũng hết sảy đó. Mày làm cái gì hả? Mày chưa hại tao tao chết hay sao? Bây giờ còn về đây nói ba cái chuyện này với tao nữa. Cốt đi. Quay. Xin lỗi anh Sunny, tôi kêu nó về ngay. Chín mì kìa, quá trang lẹ lên. Đi. Ờ, cảm ơn. Đạo diễn, thế thằng ok rồi. Sao nó kiếm không được, làm tốn hết thời gian à. Bây giờ kiếm được rồi nè. Mày được có phải không? Được rồi, tôi có thể thế thân cho Duy Nguyên mà. Tôi sẽ tận sức mình. Đạo diễn, ok. Đốt lửa. À, đạo diễn, lát nữa tôi ngoài nóng giận ra, có thể diễn lạnh nhạt chút không vậy? Hả? Mày cứ tận tình làm đi. Tóm lại đừng có quay mặt lại cho tao nhìn thấy là được rồi, hiểu chưa? Dạ hiểu. Đốt lửa. Giữ như vậy đừng có chút chích nha. Chuẩn bị. Ê, thả bồ câu ở đó làm cái quái gì? Tôi cố tình thả mấy bồ câu đó. Một lát nữa có mấy màn đánh bồ câu đó mà. Vậy lát nữa nó quay bồ câu bay tới bay lui thì sẽ che đi hết ngọn lửa rồi. Bắt nó đi. Dạ, đạo diễn. Có thêm vài con bồ câu á, tỉ cảnh sẽ cao hơn. Có bao cao hả? À, bao cao thì khó nói gì lắm. Định nghĩa của cao á thì rất là trừu tượng. Tóm lại là cao. Ờ, à, để lên thử coi. Cái người thế thân đừng có quay mặt qua đây nha. Thấy sao hả đạo diễn? Thiệt là cao hơn hả? Nè, mình thử coi cái đầu của bồ câu hướng về. Để tôi thử coi nha. Cái đích con bồ câu hướng về tôi coi coi. Đổi con khác đi. Chuẩn bị. Thôi được rồi, không cần bồ câu nữa. Chuẩn bị nha. Ủa, hộp quẹt của tôi đâu rồi? Anh em cho mồi lửa. Không cháy hả? Anh em cho mồi lửa nghe. Có đây nè. Cô có thiệt, xài được không? Được. Nhanh lên đi. Chuẩn bị, chuẩn bị. Đừng nghiện đó, đừng dung chích nha. Ok, action. À, 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 quay nào, 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 quay nào. Mày làm cái quái gì đi, trận nào cũng như vậy. Thì xin lỗi, anh nóng quá đi. Tao đã nói với mày rồi, mày nói là được mà. Hay là quay lại một lần nữa? Trời ơi, còn quay lại nữa hả? Kiếm một thằng nào khôn hơn đi. Xin lỗi đạo diễn, lết ra ngoài đi, đi đi. Nè, tao tận sức giúp mày rồi, sau này đừng có trở về đây nữa. Vừa rồi, anh có ngửi được mùi nướng cánh gà của tôi không vậy? Coi như là tôi cũng hy sinh vì nghệ thuật rồi, nghĩ lại đi. Trần Dũng, cho nó một hộp cơm gà khác. Được. Vì nha, sau này đừng để tôi gặp nó nữa. Nếu như không thì gì cũng đừng không kiếm ăn. Ờ, gì hả? Thôi mày đừng có hỏi tao nữa. Sunny. Ê, cơm gà tây. Nè, cánh gà này khét á, hay là tay của mày khét hơn đây hả? Ê, khét không bằng. À, à, nói cho tôi một hộp cơm. Cốt đi. Tà lọt không phải là người hay sao? Nói gì nó lớn chút mày. Tà lọt không phải là người hay sao? Sao cứ chỉ cho tôi hoài vậy? Mày muốn biết tại sao đó hả? Tôi muốn biết tại sao. Tại sao? Bởi vì mày không đủ tư cách ăn hộp cơm này. Làm như là giỏi lắm thì khắp nơi dạy người ta đóng phim, bắt chước người ta lý luận, dạy người ta vô xã hội đen thu tiền bảo vệ. Thiệt đúng là sử dụng trình diễn hai cái chữ này. Ê, ồn cái gì đó? Làm gì? Làm gì đi, lại lên. Mắc dịch. Trình diễn trước mặt của chú hai mày hả? Đồ chết bầm. Làm tổn sức tao. Tụi nó dám thu tiền hai cái xe bán kèm đó hả? Hai cái xe bán kèm đó là của tao đó mà. Tụi nó làm vậy không coi hồng gia là đã gì hết. Anh em, lấy đồ nghề ra. Anh Thu, đi chung với chúng tôi đi, để thể nghiệm dần mà cháu chúng tôi kiếm ăn thế nào. Luôn tiện canh chừng anh em chúng tôi. Anh em, đi. Không à, cháu đi đâu vậy? Bà nội à, bà đã làm gì chứ? Cái phổi bà mới được khỏe lại thôi. Coi chừng bị chảm đó, uống thuốc chưa vậy? Uống rồi, cháu đi đánh lộn hả? Không phải. Đừng có đi. Đã nói không phải mà. Đừng có đi đánh lộn nữa. Không phải. À bà hai à, anh không phải đi đánh lộn đâu. Anh đóng kịch thôi mà. Sân khấu kịch đầu sớm đó có Lôi Vũ đó, đi coi đi. Lôi Vũ hay lắm à. Lý Tiểu Long, Bạch Yến và Ngô Sở Phạm. Phản ứng nhiệt liệt lắm. Cho nên bây giờ chúng tôi diễn thêm tuần nữa. Chúng tôi đi tập nha. À, cháu đóng kịch hả? Đúng vậy. Thiệt tình, cháu của tụi nó biết đóng kịch. Giỏi quá, bà nội vui lắm. Tốt quá. Được rồi bà nội à, đi vô đi hả? Hey, tôi anh hùng suốt một đời á, bị bả phun nước miếng đầy mặt hết trơn à. Bà nội của anh một mình nuôi anh tới lớn, bà mới là anh hùng đó. Anh coi bà nội của anh kìa.
bà vui mừng biết mấy. Cô bà nội anh kìa, thấy mặt bà hớn hở ghê chưa. Đừng có đánh lộn nữa, đi tập kịch đi. Nếu mày đánh thắng tao, tao sẽ nuốt bốn chữ Đông Á bệnh phu này vô bụng. Có phải mày không phục không đây? Cái câu mà có phục hay là không phục, anh phải thêm một chút áp lực nữa, như vậy mới thấy được sự phẫn nộ của anh chứ. Thôi khỏi đi, đâu có ai coi chứ. Khi không anh dàn cái trận tình võ môn này làm gì, còn kêu chúng tôi á ăn mặc kiểu như vậy nữa. Tôi thiệt tình để mặt của anh mới ăn mặc như vậy thôi à, phải không mày? Tôi muốn đổi lại cái đầu tóc giả thôi. Đi về đi. Con nhỏ hết sảy thiệt, có phải đào của anh không? Đương nhiên rồi, tỉnh táo chút đi. Được, làm tiếp. Nè, nếu mày đánh thắng tao, tao sẽ nuốt bốn chữ Đông Á bệnh phu này á vô trong bụng. Nhóc con, mày phục chưa hả mày? Chạy chỗ nhanh lên. Lúc mà chúng tôi đang biểu diễn, chúng tôi nhập vai kìa lắm. Cô chạy lên sân khấu làm gì? Như vậy nguy hiểm lắm biết không? Tôi thấy mấy anh chị đã quá nên mới lên chơi chung. Tôi chọn cuốn phim tình võ môn này là bởi vì nguyên nhân trên thương nghiệp, bởi vì nó có những màn action dễ được khán giả chấp nhận hơn, còn có máu mủ, có nước mắt nữa. Tôi có máu mủ và nước mắt mới đúng, không biết xương sống có bị cong hay không. Lần trước thấy không vui cho nên tát anh một cái, nên lần này định tới đây xin lỗi với anh. Khờ quá, bữa nay cô để mặt tới coi vậy chúng tôi đã cảm kích lắm rồi, cảm ơn làm gì. Thiệt hả? Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Sự cổ vũ của cô tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Anh được mà. Ê đúng rồi, lần trước anh dạy cho tôi cái kiểu con ngỗng đó. Cái đám đàn ông thiệt nâng cái đầu của tôi lên như vậy nè. Chào ông. Wow, mấy thằng chả thì quái lắm, bây giờ tôi rất là đông khách. Thiệt hả? Đúng vậy, bây giờ rất nổi tiếng. Chúc mừng cô, cô nhất định sẽ trở thành vũ nữ xuất sắc nhất. Cảm ơn, anh cũng sẽ trở thành một tên rượu một chép bầm nổi tiếng. Cảm ơn. Phía trước thì tối thui, không thấy cái gì hết. Cũng đâu phải, trời sáng sẽ đẹp mà. Thưa tôi về. Ba cái tên nó say mềm hết rồi. Ý, sao anh là như vậy chứ? Gì? Cái môi của anh đã khô hết rồi, có cần son bóng hay không? Ờ. Tôi chỉ có thứ này thôi, có thấy đỡ chưa? Đỡ rồi. Thêm chút nữa đi. Được rồi, cảm ơn. Không thèm thì thôi. Đi chết đi, đúng là cái đồ cặn bã. Cô làm gì vậy? Tôi ghét nhất là môi của người ta bị khô. Môi của tôi bị khô, tôi cũng đâu có muốn. Sao anh lại không chịu thoa son bóng nhiều một chút? Vậy thì thoa đi. Đi chết đi, không muốn thôi thì đừng có miễn cưỡng. Thật ra tôi khoái lắm. Tôi cảnh cáo anh, khi tôi thôi cho anh thật lòng, anh đừng có lái nhái làm bầm. Tôi nói là tôi khoái lắm mà. Khoan đã. Đúng là cái tên chết bầm. Chuyên nghiệp một chút có được không? Phải thôi đều chứ, đừng có chào qua chào lại hai ba cái. Được rồi.
lại. Chị Quyên, đạo diễn, ngồi đi. Nè, có một đoạn phim tôi muốn anh thử với tôi một lần. Mình là đôi tình nhân, có một đoạn đối thoại của tôi và anh trước khi tôi chết, coi đi. Tôi diễn. Anh làm Lê Doãn Thiên Sầu, tôi làm Đỗ Quy Nhi. Được chưa? Được. Bắt đầu đi. Bắt đầu. Thiên Sầu. Quy Nhi. Thiên Sầu. Em không sao đâu. Quyên Nhi, em không được nữa. Quyên Nhi, suốt cuộc đời của anh đã gặp qua rất nhiều sai lầm. Bây giờ đã thấy mệt rồi. Luôn cả em cũng không còn nữa. Anh thì không thể chịu đựng được nữa. Anh bảo trọng. Quyên Nhi, Quyên Nhi à, đừng có chết, đừng có chết. Quy Nhi à, đừng có chết nha. Em phải trả lời của anh đi. Quy Nhi à, em trả lời anh đi. Quy Nhi. Quy Nhi. Khát. Ê chị Quyên, chị Quyên, lau khô đi. À, lau khô, lau khô. Có lộn hay không đây hả? Nước mắt nước mũi chảy ra ào ào. Nhập dai lắm. Không những nhập dai mà còn sôi nổi nữa đó. Làm ơn xin mời ra ngoài. Ra ngoài. Tôi nói cho các vị biết, tôi không thể chờ kỳ của đại ca được nữa. Đôi bên chiều nhau cũng được mà. Vậy thì ai chịu tôi? Tôi không chịu nổi nữa, tôi phải dùng người mới. Chúng ta cần phải đào tạo ra người mới. Có thiếu gì người mới chứ? Quay bộ phim cần bao nhiêu tiền cô cũng biết mà. Cô đâu có thể kiếm đại người thế đại ca chứ. Tôi không phải ý này, ông Thiệu. Tôi để ý ông lâu lắm rồi, ảnh có lòng mà. Lòng? Bây giờ mình đang nói chuyện làm ăn, không phải là tình tứ đâu chị Quyên à. Ông Thiệu, bộ phim kế tiếp của tôi muốn kêu anh làm vai chánh. Được. Nhân vật, tính cách, bối cảnh, quan hệ, câu chuyện, kịch bản và còn tiểu thuyết, anh có thể đem về nhà để tham khảo lại. Tôi tin rằng sẽ có sự giúp đỡ đối với anh thời gian quay phim và bạo hình của cái vai này. Tất cả đều có đầy đủ ở đây hết. Có vấn đề gì không? Mỗi ngày cũng có hộp cơm ăn chứ hả?
chào. Chào. Chào chào. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Tôi tới để. Không sao, qua đây. Để tôi giới thiệu, đây là Peter, giám chế của mình. Còn đây là Sunny, kế hoạch của mình. À, ông Doãn, chào ông. Chào. 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 Mời. À, mời ngồi. Giai này tôi đã phân tách rồi. Thật ra có 3 cái thứ tự, 4 giai đoạn và 5 cách diễn dịch khác nhau. Tất cả tôi đã có viết lại rồi, hay là mình nghiên cứu lại đi nha. Cô đi, cô đi. Oh, very good. À, đúng, đúng vậy. Còn nữa, nếu như khán giả nước ngoài muốn họ chấp nhận một người mới như tôi, tôi định là đặt tên khác tiếng Anh, gọi là number one. Chính là number one. Very good. Very good. Còn về đạo hình tôi cũng có đó. Về đạo hình thì anh Châu, thật ra bộ phim này là do đại ca đóng. Bởi vì kỳ của ảnh có vấn đề nên chúng tôi quyết định dùng người mới. Nhưng vừa rồi anh điện thoại nói là kỳ của ảnh ok, nên sẽ do anh làm lại, làm lại vai Nam Chánh. Vậy nếu như tình hình vậy, tôi có thể làm cái vai đại phản mà. Đối với tôi mà nói, đây cũng là một sự khiêu chiến lớn đó nha. Sorry, cái vai phản phế đã có rồi. Tình hình như vậy à? Để tôi coi coi. Tôi cảm thấy trong này, ông Doãn à, cũng như chị Quyên vừa rồi mới nói đó, chúng ta ai cũng biết anh là một diễn viên rất chuyên nghiệp. Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ an bài một vai khác để cho anh diễn. Cảm ơn rất nhiều. Xin hỏi là vai gì? Chuyện này để tôi bàn tính dành sau nha. Yên chí đi, không có gì đâu. À, vậy thì anh làm ông luật sư đây đi. Nè, rút ra thời gian đọc kịch bản cho thuộc nha. Đối thoại phải thuộc lòng.
chuẩn bị trước cho đàng hoàng nha. À, xin hỏi là mấy câu đối thoại gì vậy? Để tôi sắp xếp. Anh có 3 câu đối thoại. Xin hỏi là 3 câu đối thoại gì? Câu thứ nhất là hả? Hả? Câu thứ hai là ờ. Ừ. Câu thứ ba là thôi anh về đi. À, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ về học thuộc. Tôi sẽ thuộc. À, ông Doãn à. Hả? Ông có ngại đưa phần kịch bản lại cho chúng tôi không? Ờ. Cảm ơn. Đừng vậy mà. Xin lỗi. À ông Doãn, làm ơn gỡ bộ đồ ra, chúng tôi sẽ có đồ khác cho ông. Mời qua bên đây. Anh Sâu. Sorry. Chị Quyên à, tiền của đại ca. Anh ra ngoài đi. Đóng phim là như vậy đó mà. Sao vậy? Có đối thoại không vậy? Khẳng định là hơn 3 câu. Là vai gì? Là vai chánh. Là phim gì chứ? Đừng có hỏi nhiều, có hứng thú không đây? Có. Qua đây. Sao, quan cảnh thế nào? Tao đang lo. Tao nói thiệt cho mày biết nha, tao không phải là Trường Vũ bình thường mày đã gặp đâu. Thân phận của tao là cảnh sát của Hồng Kông, cấp trên của tao. Chúng tôi là ban tuần sự hình báo Criminal, tôi là CIB. Nói đơn giản một chút, ta là Nằm Dùng. Mà ông Nằm Dùng? Đúng vậy. Tao càng chuyên nghiệp hơn cái thứ gọi là diễn viên nữa, càng cao thượng, càng có kỹ xảo hơn. Bởi vì cuộc sống hàng ngày của tao đang đóng kịch. Tuy là tao không có kịch bản, nhưng mà tuyệt đối không có cà lâm. Bởi vì nếu cà lâm á, tao sẽ bị mất luôn mạng. Tao mới là cái người đáng lãnh giải thưởng á, nam vai chánh giải Oscar. Lợi hại. Đáng lẽ hôm nay tao có một hành động rất quan trọng, đi với người anten của tao. Nhưng đột nhiên ảnh bị giật kinh phòng, không thể đi được. Tao muốn mày thấy ảnh, tìm người anten, tao trả cho mày 800 đồng. Tiền bạc không quan trọng, vấn đề là diễn có phát huy hay không. Vẫn có phát huy. Đi cơ, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát, chạy mau đi. Anh em tốt, ở đây có tao đỡ cho mày, mày chạy trước đi. Mày bắn đứng tao. Xin lỗi, tôi là Nội Văn. Tại sao? Tại sao lại ép tôi phải giết người chứ? Nửa tiếng đồng hồ sau, tao phải vô trong ổ cướp để gắn máy nghe lén thu thập chứng cứ phạm tội của tụi nó. Nhưng mỗi lần tao vô, tụi nó đều xét mình của tao rất kỹ, cho nên tao muốn mày đem cái máy nghe lén để vào hộp cơm gà chua xào trứng, sau đó đưa cho tao. Đây gọi là đưa đồ ăn. Vậy là hoàn toàn là một vai rất có phát huy. Mày phải nắm vững cơ hội này đó. Vậy tính cách của nhân vật này và bối cảnh thời đại nào? Nhân vật, tính cách, quan hệ của vai này và bối cảnh thời đại trên căn bản đều trên cái thực đơn của nhà hàng này. Mày cố gắng tìm hiểu chút đi. Nhưng trên thực tế phải có hoàn cảnh của hiện trường, tùy cơ ứng biến. Tại sao lại kiếm tôi? Tao cần một diễn viên chuyên nghiệp. Tao cảm thấy mày có tương lai đóng vai chánh dữ lắm.
có gì? Sườn heo bò bíp xếch, cánh gà xúc xích. Vậy còn phần A? Thịt bò bằm trứng gà, canh bắp, cà phê hay là trà? Phần B? Cơm thịt xào cải canh, trà hay là cà phê? Uống nước lạnh được không đây? Thêm 2 đồng. Có cái gì cả ngày đều có? Đùi gà salad, hamburger. Bao nhiêu tiền? 20. Quê coi cho thuộc đi đại ca. Đùi gà salad, hamburger. Cơm là gì? Tao dặn mày là một thằng đưa đồ ăn, mày phải nhớ nhập dài nữa nha. Một lát nữa tao vô trong ổ cướp thì tao sẽ lập tức cho cơm trứng gà chua. 10 phút sau mày đưa lên trển. Bắt đầu đi. Chính thức hả? Chính thức rồi. Không giật nữa à? Không giật nữa. Ê, kêu tiếng action đi. Action. Quay quay quay. Mau. Sao mấy bữa trước gọi tôi qua Macau vậy? Tôi gọi mà. Gọi tôi nào? Anh không mở máy gọi sao? Máy của tôi đâu có tắt chứ. Mở 24/24 mà. Hèn gì đám nhóc quanh nghèo mẹt như vậy. Quỳ, hầu tử trảm hả? Cái thằng khỉ này á, thích giỡn chơi lắm. Tôi giỡn lên cho anh coi. Quỳ, chủ à, kêu anh mau đi. À, kêu là mau được rồi. Anh chủ, ý có vài dễ đó nhờ. Hôm nay mở đại hội hay sao? Ý, cái kiểu cũng giống nữa. Tôi là người đem đoạn tới đây. Cơm hộp trứng xào là 25 đồng rưỡi. Kỳ. Dạ. Nè, anh coi cái áo này của nó cũ tự nhiên đó nha. Anh coi đi, chưa đầy 20 năm mà cũng còn tốt vậy. Của ông nội mày để lại cho mày hả? Tôi mới mua đó. Chê, thằng mắc dịch. Tôi muốn mua cái đó. Tôi muốn mua đồ ăn. Dùng cơm. Qua ăn cơm đi. Qua ăn cơm đi. Qua ăn cơm đi. Qua đi, mình vừa ăn vừa nói chuyện nha. Qua, phong phú quá ha. Phong phú hả? Chưa đâu, một lát nữa còn phong phú hơn. Có một vụ này. Đợi chút, không có trứng xào cà chua hả? Quỳ, tôi chỉ ăn món này thôi à. Kêu một hộp trứng xào cà chua đi. Thôi khỏi, trứng xào cà chua phải không? Kìa. Thì không đây. Thì là trứng xào cà chua ha. Cái trứng này đập bể rồi hả? Ê, trứng bị đánh tan à? Không được, tôi thích ăn ốp la thôi à. Để tôi kêu trứng ốp la cà chua. Ê, trứng gà ốp la hả? Chủ à, đi chiên đi. Quỳ, 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 cần chi phiền như vậy chứ. Kêu họ đem tới còn nhanh hơn. Ê, anh thì là phiền quá đi. Alo, Quyền Phát hả? Sao nhanh vậy? Đúng vậy, tôi còn chưa kêu mà. Quê, sao mở cửa lâu vậy? Đại ca à, tôi còn phải kiếm ăn đó. Anh kêu hả? Tôi kêu, là cái món thịt dây kho. Mới kêu là tới ngay. Quê, thịt kho có mềm không vậy? Có mềm hay không đi hỏi nhà bếp đi. 39 đồng 8. Ê, để tôi trả. Được rồi, để tôi. Đừng có dành nữa, tôi trả cho em mà khách sáo lại được chứ, để tôi trả cho mà. Sao anh trả đi nha, để tôi trả cho. Được rồi, để tôi đi, đừng có dành nữa. Anh em mà nhau mà, dành làm gì chứ. Nè, để tôi trả. Để tôi trả cho. Mấy chục tuổi rồi, chỉ có 40 đồng thôi, nhường tới nhường lui. Hay là ký cạc đi, khốn nạn. Mày nói gì nhóc con? Quay, đừng đá nha. Một là trả tiền, hai là xích về. Bằng không là tôi mời. Mày làm cái quái gì? Tao nói với mày bao nhiêu lần, đi thêm vài bước mày cũng làm biết. Bước tới gần bắn ngay ốc thì đâu có văng máu lên tường chứ. Nói hoài mà không nghe, mày chuyên nghiệm chút đi, có được không? Bây giờ cái đám đưa đồ ăn thì là quá đáng. Xưa này đều vậy mà. Thôi, ăn cơm đi. Ai đó? Tôi là người đem đồ ăn tới. Tôi đem đồ ăn tới. Ra ngoài coi. Chủ à, chủ. Xin chào, tôi đem đoạn tới. Được rồi. Hả? À, trứng xào cà chua 25 đồng rưỡi. Cảm ơn. Bộ anh kêu hả? Chưa kêu. Tôi chưa kêu mà. Còn chưa kêu. Có điều lộn chỗ không đây? Số 7 mà. Số 7 là số 1 đó, đưa tới số 1 đi. Vậy em có lấy không? Có lộn không đây, ta không kêu làm sao lấy chứ.
cơm xào cà chua đó. Mày làm gì đây? Mày điên rồi hả? Đi về đi cha nội. Anh nói là anh muốn ăn trứng xào cà chua mà. Được, tao lấy. Thôi đi, của người ta kêu mà. Cứ nói tôi lấy trước được rồi. Qua đây. Qua đây. Đưa chúng tôi trước không được sao? Ừ. Sao đúng lúc quá vậy? Số 1 cũng kêu cơm trứng xào cà chua. Bộ cái món này ngon sao? Ăn lạc một chút thì tốt, cà chua bổ đó mà. Bổ? Bổ gì? Vitamin C rất là cao. Ở trong trái cây cũng có mà. Trái cây khác đâu có cao bằng nó chứ. Quên, không lấy tiền hả? Cảm ơn, 25 đồng rưỡi. Sao mắc vậy? Có thêm cơm mà. Vậy không thêm cơm? 36 đồng 8. Không thêm cơm còn mắc hơn. Ờ không phải, 12 đồng 2. Vậy thêm cơm. Ờ, 36 đồng 8. Sao hồi nãy nói 2 đồng rưỡi? Ờ đúng hả, 25 đồng rưỡi. Đồ ăn sáng hôm nay món gì? Tao hỏi hôm nay đồ ăn sáng món gì? Hộp gà hem. Bao nhiêu tiền? 12 đồng 2. Vậy còn thêm cơm? 25 đồng rưỡi. Đồ ăn sáng cũng thêm cơm sao? Vậy thêm 2 cái xúc xích cũng được mà. Vậy thêm 3 cái xúc xích nữa bao nhiêu tiền? Thôi đừng. Bao nhiêu tiền? Tôi chỉ đem đồ ăn tới thôi. Tao hỏi mày bao nhiêu tiền? Tôi không biết. Bao nhiêu tiền? Tôi chỉ đem đồ ăn tới thôi mà. Mày không phải là cái thằng đưa đồ ăn. Nhóc con, mau nói tiền đi. Có phải mày đưa đồ ăn không đây? À, tôi mới vô nghề. Mới vào nghề hả? Tôi được biết đem đồ ăn phải trả lời như vậy. Mày còn làm bộ nữa. Ê, làm gì đó? Ông là cảnh sát hả? Phải, cảnh sát thì sao? Tôi chỉ đưa đồ ăn thôi mà. Ây à. Quê, không có gì đâu. Không gì, chỉ là một thằng khờ thôi à. Nè, không tin xét nó đi. Nhóc con, mày nghe đây. Bữa nay tao tha mạng của mày, lần sau lanh lợi chút nha. Sao đây? Là chuyện gì đây? Anh muốn sao đây hả? Cái này là cái gì? Mày muốn chơi với tao hả? Xin lỗi, tôi là nằm dùng. Tôi báo cảnh sát giùm ông nha. Phi Phiêu, anh làm gì đây? Trời đã tối rồi, điện thoại lại không có chịu gọi. Có nên nấu cơm cho anh hay không? Vậy rồi. Sao lại ăn mặc kiểu này? Không phải là năm giờ chánh sao? Anh đóng giờ chánh cũng được, rồi một cũng được. Nhưng anh phải nuôi em suốt đời đó. Nè, thử coi. Coi có vừa hay không? Wow, màu đó là son đó. Giờ chờ gái có phải không? Lần này em cho anh một con đường sống. Nếu lần sau còn có vậy nữa, em sẽ không có cho anh ăn cơm. Đi đi, đi. Giỡn cái gì mà giỡn? Không phục à? Đánh lại đi đồ ngu. Phi Phi à, anh yêu em. Hai người không thể kết hợp được. Tại sao vậy? Tại vì hai người là anh em ruột. Hả? Em à, anh thiệt là có lỗi với em đó. Không có phải tại anh, là do em tự nguyện mà. Ê, em làm vậy đâu có được. Anh đã có nói với em rồi, tình cảm á thì phải từ trong nội tâm chạy ra ngoài, rồi mới chạy vô trong. Em hiểu chưa? Hiểu thì đừng có khẩn trương mà. Đâu có khẩn trương. Anh Thu à, cái vai cậu hai này á, tôi thấy thích hợp hơn nhiều. Để làm đi nha. Thôi đi, thực ra đối với kịch nghệ tôi không có năng khiếu. Tôi làm khán giả thì tốt hơn. Anh cũng không phải.
Cũng được lắm mà. Anh Sầu, bà con bên ngoài đang chờ coi. Vậy hả? Nhanh lên đi. Nè, cởi áo ra. Tại sao? Tôi làm lại. Đừng nha. Cởi ra đi. Anh đâu có khiếu chứ. Không lẽ là anh có hay sao? Tôi có mà. Cởi ra mau. Cởi ra. Đương nhiên rồi, hôm nay mình có quý tăng đặc biệt mà. Là chị Quyên tới giúp cho mình đó. Cảm ơn chị Quyên, cảm ơn. Chị Quyên, trước được mình có bỏ cái cờ à, cảm ơn nhiều. Bye bye.